phản phong thần hồi năm. Mở đầu video là chương trình cảm ơn nhà tài trợ. Một bạn có Facebook là Thanh Hoa, mở ngoặc là Nguyễn Trí Hiền. Bạn này đã tài trợ liên tục 5 tập của phản phong thần. Bạn này muốn giới thiệu với mọi người cộng đồng Minocidio and Finasteride dành cho những ai đang gặp vấn đề về mọc râu mọc tóc. Thì đã có rất là nhiều thành viên sử dụng kích thước mọc tóc trong cái cộng đồng này tư vấn và đã có hiệu quả. Những ai đang có vấn đề về râu tóc hãy tham gia cộng đồng này đi nha. Thân công báo cho Natra biết để cứu Dương Tiễn thì chỉ có một cách là đi tìm Ngọc Đỉnh Chân Nhân, sư phụ của Dương Tiễn. Việc này cực kỳ nguy hiểm bởi vì Ngọc Đỉnh Chân Nhân là đệ tử thứ 10 của Nguyên Thủy Thiên Tôn. Nguyên Thủy Thiên Tôn chắc chắn là người cùng phe với Khương Tử Nha. Nhưng đó cũng chỉ là suy đoán, chưa có bằng chứng nào cho thấy Nguyên Thủy Thiên Tôn đứng đằng sau sự sắp xếp của Thiên Đình hiện nay. Để kiểm chứng phải đi một chuyến đến núi Ngọc Tuyền, gặp Ngọc Đỉnh Chân Nhân thì mới biết. Nhưng từ đây đến núi Ngọc Tuyền nhanh cũng phải 2 ngày đường. Natra cùng thân công báo vội vã lên đường. Nhưng nếu trong lúc tìm đến Ngọc Đỉnh Chân Nhân mà Thiên Bồng đã về đến Thiên Cung thì sao? Thân công báo quả nhiên không phải kẻ tầm thường. Trước khi đi đã nhờ đến một người bạn ở yêu tộc là Mộng Ma. Mộng Ma khởi động mê hồn trận, đưa Thiên Bồng và Lôi Chấn Tử vào một giấc mộng. Cả hai tưởng rằng mình đang trên đường bay về Thiên Cung, nhưng thật ra đó chỉ là trong giấc mộng. Và giấc mộng này chỉ có thể kéo dài được 3 ngày. Vì thực lực của Mộng Ma không phải là đối thủ của hai người kia, chỉ là giải pháp tạm thời, cũng chính là kế hoãn binh của thân công báo. Cùng lúc này bên trong Sơn Hà xã Tắc Đồ là một thế giới như tranh vẽ, không có điểm đầu, không có điểm cuối. Mặc dù đã từng sử dụng, nhưng Dương Tiễn không thể nào khởi động là khẩu quyết năm xưa để mở ra Sơn Hà xã Tắc Đồ một lần nữa. Lạc trong này cũng nửa ngày, Dương Tiễn quyết định tiến sâu vào hơn. Đằng nào thì cũng chết, cứ tiến sâu vào hơn biết đâu sẽ tìm được cách thoát. Càng đi sâu vào thì Dương Tiễn càng nhìn thấy lại được quá khứ của Sơn Hà xã Tắc Đồ. Những trận chiến nó đã tham gia, phong thần chiến, phục dựng thiên cung, vu yêu đại chiến. Dương Tiễn tuy là võ tướng nhưng khả năng phân tích cũng rất cao. Dương Tiễn dừng lại ở sự kiện phong thần chiến, nhìn lại thời điểm mình đã từng dùng Sơn Hà xã Tắc Đồ để bắt Viên Hồng. Dương Tiễn thầm nghĩ, sau khi giao lại Sơn Hà xã Tắc Đồ cho Khương Tử Nha thì Khương Tử Nha đã làm gì Viên Hồng? Dương Tiễn đứng lại tại nơi có các bức vẽ của trận phong thần chiến, nhìn lại rất lâu, tự trong lòng mình đặt ra những câu hỏi. Sao Khương Tử Nha lại như vậy? Phải chăng cả trận chiến phong thần đều là sự giả dối? Những gì mà mọi người trải qua đều vô ích sao? Nên tin ai, thân công báo hay Khương Tử Nha? Nhưng chính mắt hắn đã thấy Lý Tịnh bị Khương Tử Nha đánh tan cả hồn phách và tu vi. Vừa suy nghĩ vừa đi, Dương Tiễn giật mình vì giữa không gian yên lặng này lại có một tiếng động. Đó là tiếng của những sợi xích sắt va vào nhau, một thứ gì đó di chuyển những sợi xích sắt rất nặng nề. Dương Tiễn cẩn thận dò từng bước thì ra là một con vật đầy lông lá, từng sợi xích khóa chặt vào hai tay hai chân của nó. Có lẽ đã rất lâu rồi nên những sợi sắt này đã tạo thành những vết thương. Dương Tiễn bước đến gần nhìn rõ hơn, lạnh người mất vài giây thì ra đó chính là Viên Hồng năm nào. Viên Hồng vừa nhìn thấy Dương Tiễn đã cười lớn. Tên ba mắt, bọn thần tiên các người hại ta chưa đủ sao? Sao không giết quách ta đi? Đến đây làm gì? Định moi gan lấy mật ta à? Bao năm qua hút cạn linh khí của ta chưa đủ sao? Dương Tiễn mới ngớ người ra. Hút cạn linh khí? Sao lại hút cạn linh khí của ngươi? Linh khí của yêu tinh thì có gì mà phải hút? Viên Hồng tức giận. Còn giả vờ ngây thơ à? Ngươi và lão cáo già Khương Tử Nha bắt ta vào đây, giết thì không giết, bao năm qua trói chặt ta, dùng để gia cố sức mạnh cho Sơn Hà xã Tắc Đồ này, hại ta bây giờ chết không được mà sống cũng không xong. Dương Tiễn thật sự càng ngày càng suy sụp khi biết thêm những việc sau lưng của Khương Tử Nha. Dương Tiễn cố giải thích với Viên Hồng về sự việc mình đã khám phá ra, xin Viên Hồng nói rõ hơn về mọi việc cho mình hiểu. Viên Hồng cười to, ha ha, gà nhà đá nhau, hóa ra ngươi cũng chỉ là một con cờ. Cứ chờ đi, rồi ngươi sẽ cũng giống như ta, ngày đêm bị trói chặt và hút cạn linh lực từng ngày. Bản thể của ta là thạch hầu, sức mạnh được luân chuyển liên tục từ việc hấp thụ tinh hoa trời đất, có thể nói là nên lưu chuyển linh lực vô hạn. Lão cáo già kia lợi dụng việc đó mà biến ta trở thành nơi cung cấp linh lực để gia cố Sơn Hà xã Tắc Đồ. Dương Tiễn vẫn rất khó tin việc này. Sơn Hà xã Tắc Đồ là tiên thiên linh bảo, sao lại cần đến linh lực của một yêu hầu nhỏ nho như ngươi? Viên Hồng lại càng cười lớn hơn. Ha ha, ngươi nghĩ pháp bảo này từ đâu ra? Nguyên Thủy Thiên Tôn. Ha ha, sao ngươi lại dùng đồ mà không điều tra nguồn gốc vậy? Sơn Hà xã Tắc Đồ là pháp bảo của nữ oa, đưa lại cho Nguyên Thủy Thiên Tôn để trợ giúp Tây Kỳ. Vậy nữ oa từ đâu có pháp bảo này? Nữ oa là người tạo ra nhân tộc, sức mạnh là tạo ra sinh linh, luân chuyển sự sống chứ không phải là thần tiên có khả năng luyện hóa pháp bảo. Dương Tiễn thật sự càng lúc càng rối hơn. Vậy thì Sơn Hà xã Tắc Đồ từ đâu ra? Viên Hồng bắt đầu kể về câu chuyện sâu xa hơn. Năm xưa khi bàn cổ thân vẫn, rìu của bàn cổ vỡ ra làm ba mảnh. Phần lưỡi rìu sắc bén được luyện trở thành tru tiên kiếm của Thông Thiên Giáo Chủ. Phần đuôi có chiếc chuông nhỏ trở thành Đông Hoàng Chung của Đông Hoàng Thái Nhất. Phần thân gỗ được bào ra thành giấy, tạo nên Sơn Hà xã Tắc Đồ. Dương Tiễn nói, vậy thì pháp bảo trong trời đất này, ai may mắn thì người đó sở hữu, có gì là bí ẩn? Ha ha, người không thấy trùng hợp sao? Năm đó vũ trụ sinh sôi, một mình bàn cổ tạo ra thế giới. Hồng Quân lão tổ ở đâu? Nữ oa ở đâu? Phục Hy ở đâu? Sao không giúp sức? Sức mạnh của một người như vậy sao có thể thân vẫn? Sau khi bàn cổ vẫn lạc, hai trong ba pháp bảo lại thuộc về thế lực đạo giáo. Chỉ có Thái Nhất là sở hữu được Đông Hoàng Chung. Nhưng cuối cùng thì sao? Cuối cùng thì Thái Nhất cũng phải hy sinh trong trận chiến với Vu tộc. Mà Thái Nhất lại được sinh ra từ mắt trái của bàn cổ, tức là huyết mạch của bàn cổ hoàn toàn bị tiêu diệt. Việc này chắc là trùng hợp nhỉ? Nghe đến đây Dương Tiễn lùng bùng cả tai. Âm mưu này quá kinh hãi. Những cái tên hắn vừa nghe đến đều là những cổ thần trong truyền thuyết, những người mà hắn ngày đêm tôn thờ. Viên Hồng nói tiếp, chính vì lẽ đó nên nữ oa không thể nào kiểm soát hoàn toàn Sơn Hà xã Tắc Đồ, mới nghĩ ra một kế là đưa nó đến tay Khương Tử Nha để bắt ta.
Pháp bảo lợi hại như vậy, sao trước đó không dùng, sau đó không dùng, mà chỉ dùng đúng một lần để bắt ta, giờ đây một lần nữa là bắt ngươi. Đó chính là vì khi không có huyết mạch của bàn cổ, sẽ không thể kiểm soát được sơn hà xã tắc đồ, mà cần có một nguồn linh lực dồi dào nuôi dưỡng nó hàng năm. Nói cho dễ hiểu, ta chính là nguồn năng lượng nuôi dưỡng cái thứ quái quỷ này. Dương Tiễn ngã quỵ xuống. Hóa ra bấy lâu nay hắn đã tiếp tay cho một âm mưu quá kinh hãi. Dương Tiễn hỏi Viên Hồng, vậy có cách gì thoát ra hay không? Viên Hồng bật cười, nếu ta biết thì ta đã không bị giam tại đây mấy chục năm rồi. À, ta nghĩ ngươi có một cách đó. Cách gì? Nói mau đi. Ngươi có một thứ mà tam giới không ai có, đó chính là thiên nhãn trên trán của ngươi. Dương Tiễn thở dài, thiên nhãn của ta đúng là uy lực, nhưng ta không nghĩ nó đủ sức để phá được sơn hà xã tắc đồ. Viên Hồng đúng là yêu tinh vạn năm, trong mọi trận chiến đều có thể phân tích rất kỹ về đối thủ. Năm xưa trúng một chưởng từ mắt ngươi, vết thương của ta rất lâu mới có thể lành. Ta đã nhận ra một điều, mắt của ngươi không phải tạo ra chưởng lực. Dương Tiễn ngây ngô, vậy thứ thần lực bắn ra từ mắt ta là gì? Mắt của ngươi chính là một cánh cổng không gian thu nhỏ, thứ nó bắn ra chính là nguồn năng lượng được chuyển từ một nơi khác đến, chứ nó không tự tạo ra chưởng lực. Vì trong tam giới này, thứ có thể đả thương được ta nặng như vậy rất ít. Dương Tiễn lại ngây ngô, theo ngươi nói nguồn năng lượng này từ đâu ra? Viên Hồng ôm đờm suy nghĩ, ta nghĩ chỉ có hai nơi có đủ nguồn năng lượng mạnh như vậy. Một là tâm của thế giới, hai là mặt trời. Ta nghĩ không đơn giản mà người họ Dương đâu, ha ha. Cứ sau mỗi tập là lại thêm có một vài bí mật được khui ra. Vậy thì bí mật tiếp theo là con mắt của Dương Tiễn. Con mắt của Dương Tiễn ẩn chứa bí mật gì? Hãy đón chờ hồi sau. Tham gia cộng đồng Neko và đồng bọn trên Facebook để cập nhật thông tin sớm nhất. Nếu đây là lần đầu tiên bạn ghé qua kênh, hãy nhấn theo dõi và bật thông báo để ủng hộ kênh.